thưa quý vị và các bạn bằng những mưu mẹo lừa thuyền giặc vào sâu đến khi nước chiều xuống quân ta cho rút quân trở lại sông chanh và trú vào bãi yên giang thuyền giặc mắc mưu ầm ầm lao đuổi giữa lúc nước chiều xuống mạnh cọc ngầm chia cách mặt nước vài gang tay dòng nước hút thuyền giặc như nước chảy qua miệng phễu những chiếc đi đầu va vào hàng cọc chắn ngang sông vài ba chiếc bị xô gãy thuyền đắm khiến những thuyền đi sau vấp nhau trồng đống thuyền giặc bị cọc đâm thủng lại bị quân ta bắn cung nỏ với hàng ngàn mũi tên từ trên bờ khiến chúng hoảng loạn. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết lịch sử Bão Tháp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Thúy Trà. Phải, hôm nay mùng 8 tháng 3 mới là đỉnh con nước chiều, nó cao hơn đỉnh hôm qua tới hơn hai sải tay kia. Cả mùa xuân chỉ có con nước chiều mùng 8 tháng 3 là cao nhất, quốc công giảng giải gần sáng thấy nước sông dâng cao mấy viên đô tướng vội vào đánh thức ô mãi nhi bẩm báo y vén rèm nhìn xuống mặt sông quả đúng như lời các viên đô tướng ô mãi nhi sai lập tức truyền lệnh nước sông đang cường phải cướp thời gian để thoát ra biển bữa sáng bữa trưa hôm nay các đô tướng phải cho quân ăn no nhưng ăn bằng lương khô vừa đi vừa ăn khoảng giữa giờ dần đại đội binh thuyền của Ô Mã Nhi đã tăm tắp khởi hành. Bữa này chúng đi trong câm lặng chứ không chống rong cờ mở như hôm trước. Đại đội thủy bộ của hai vua Thánh Tông Nhân Tông và Chiêu Minh Vương đóng cách quân nguyên chỉ năm sáu dặm theo đường chim bay trong một khu vực giặc khó có thể ngờ, nhưng vẫn cho quân thám dõi theo, giám sát chúng rất chặt chẽ chợt thấy hậu quân của ô mã nhi dục dịch quân ta cũng chuẩn bị lên đường nước chiều đang xuống binh thuyền của giặc đi khá nhanh khoảng đầu giờ thìn tướng nguyễn khoái dẫn khoảng năm mươi chiếc khinh thuyền từ trong cửa sông tranh tiến thẳng về phía thuyền giặc còn đang ở phía mở ra chừng một canh giờ sau hai bên đã nhìn rõ nhau nguyễn khoái phất cờ cho đoàn thuyền dàn hàng ngang xông thẳng vào đoàn chiến thuyền hùng hậu của ô mã nhi khiêu chiến giặc thấy lực lượng quân ta nhỏ bé tới thảm hại mà dám liều lĩnh gây sự chẳng khác lũ thiêu thân chẳng khác còn kiến gió đòi thách đấu với cả đàn voi ô mã nhi sai quân tức tốc truy đuổi để bắt sống thuyền giặc to lớn cồng cành di chuyển khó khăn trong khi thuyền của quân ta nhỏ nhẹ thoát lui thoát tới chạy vòng chạy vèo nhưng luôn giữ một khoảng cách ngoài tầm tên bắn giặc tản thuyền ra kín mặt sông quyết bắt sống cho bằng được đám thuyền kia chừng đã sang giờ tị nước chiều xuống rất nhanh từ trên cao quan sát quốc công tiết chế hưng đạo vương thấy thuyền giặc đã vào sâu ông hạ lệnh cho nổ pháo hiệu và đốt khói khắp triền sông cho nguyễn khoái biết nhận được lệnh nguyễn khoái vất cờ thu quân rút chạy trở lại sông tranh và trốn trú nơi phía bãi yên giang thuyền giặc ầm ầm lao đuổi giữa lúc nước chiều xuống mạnh cọc ngầm chỉ còn cách mặt nước vài gang tay dòng nước hút thuyền giặc như nước chảy qua miệng phễu những chiếc đi đầu đã va vào hàng cọc chắn ngang sông vài ba chiếc bị xô gãy thuyền đắm khiến những chiếc đi sau vấp nhau trồng đống những chiếc tiếp sau hãm kịp răng răng trùng điệp trước cửa sông đúng lúc này hai bên bờ sông dân binh nổi trống đồng chống cái, lại thêm tiếng kèn, tiếng tù và xúc inh ỏi, tiếng hô sát thát vang vang. Và Phạm Ngũ Lão dẫn đội hỏa công, chừng hơn 100 chiếc thuyền đan, chất đầy cỏ khô, diêm tiêu, thả xuôi dòng nước chiều đang rút mạnh. Mỗi thuyền chỉ có một người cầm lái, núp sau đống cỏ chất cao, ngất nghẹo và khi chỉ còn cách thuyền giặc chừng vài trăm sải tay thì nhất loạt phóng hỏa thả cho thuyền trôi còn các chiến binh thì nhảy xuống nước lặn vào bờ cùng lúc nguyễn khoái dẫn quân quay trở lại thuyền quân ta ẩn trong các khe lạch nhất tề sông lên áp sát thuyền giặc các tướng trần toàn nguyễn chế nghĩa ba bề bốn bên dẫn quân ập tới giặc quay cuồng tháo chạy và vào bãi cọc yên giang lúc này đã chạm sát đáy thuyền nước rút nhanh số thuyền giặc bị cọc đâm thủng đáy hoặc bị cọc ngáng mỗi lúc mỗi vón lại nhiều thêm những chiếc thuyền đang bốc cháy đùng đùng và như có trời phù tự nhiên gió tây nam lại thổi đẩy những chiếc thuyền lửa phi nhanh như tên bắn và chúng răng thành hàng như một vành đai lửa ôm lấy các chiến thuyền quân nguyên đang dãy rụa tháo chảy Cơ man nào là thuyền giặc bốc cháy, biến sông tranh thành dòng sông lửa, thiêu xác đội quân xâm lược của Thiên triều. Từ các thuyền bị cháy, giặc nhảy ao xuống sông hoặc nhảy sang các thuyền chưa bị cháy, chưa bị đắm. Lúc này quân ta đang xông vào hỗn chiến với quân giặc thuyền nhỏ dễ len lách trong các hàng cọc quân ta dùng câu liêm giật đứt cổ từng tên giặc dùng giáo cán dài xỉa giặc trên các mạn thuyền của chúng cao hơn và cuối cùng là quân ta đổ bộ lên thuyền giặc dùng mã tấu đoàn đao mà đâm mà chém hàng chục thuyền giặc lao vào bãi cọc ven bờ cọc xuyên thủng thuyền không nhúc nhích giặc lóp ngóp kéo nhau lên bờ phạm ngũ lão đã ém binh chờ giặc từ lâu khi chúng vừa ló cổ lên đã bị quân ta chém rụng đầu hàng trăm chiếc đầu cùng rụng một lúc máu vọt lên thành dòng đỏ tươi giặc bị chém hết lớp ấy đến lớp khác tới khi những tên ập ủa ở phía sau chợt nhận ra số phận những kẻ ngoi vào bờ chúng liền quay lại nơi những chiếc thuyền đắm lập tức hàng ngàn tay cung nỏ từ trên bờ bắn xuống dòng sông lúc này đã biến thành dòng sông máu đỏ lòm lửa vẫn cháy rừng rực quân ta và quân thù đang hỗn chiến trên nhiều chiến thuyền giặc khi nó đang tìm cách tụm lại với nhau tiếng sắt thép chém vào sắt thép nghe ghê rợn tiếng kích gãy tiếng đao chém khi thì bay đầu khi thì bay binh khí giặc quân giặc tuy cố sức chống đỡ nhưng chủ yếu chúng tìm đường hòng chạy thoát trong khi tiếng khua gõ tiếng thúc dập dồn của các loại nhạc khí sắc nhọn như những mũi tên những tiếng sấm tiếng sét cứ đâm vào tay vào óc giặc khiến tâm thần chúng trở nên hoảng loạn thành thử cùng một lúc giặc vừa phải chống đỡ với giáo gươm vừa phải chống đỡ với âm thanh của quân ta những điền binh trợ chiến cũng xông lên giết giặc hăng hái không kém quân triều đình những đống lửa ngút khói bốc cao khắp các triển sông do các đội bạch đầu ông, các đội trạo nhi đốt lên uy hiếp giặc khiến chúng cảm thấy đang mắc vào thiên la địa võng, cùng đường hết kiếp. Binh thuyền giặc tranh cướp nhau mở đường máu tháo chảy, một số đã giạt sang sông Kinh, sông Rút, nhưng các cửa sông này đều đã có cọc chắn, nước rút cạn, cọc nhô cao, chúng đang định quay mũi thuyền trốn chạy, liền bị các tướng Đỗ Hành, Nguyễn Khoái, Nguyễn Chế Nghĩa với vô số chiến thuyền đang khép vòng vây, cũng như khu vực sông Chanh, hai bờ sông Kênh, sông Rút, hàng trăm đống lửa ngún khói bốc cao và các âm thanh nhạc khí cùng tiếng hô sát thát bám giết lấy quân thù. Cuộc giao chiến buộc quân thù phải tiếp nhận cách đánh mà nó không có quyền chọn lựa và giống như con thú cùng đường, giặc phải kháng cự để giành lấy sự sống. Còn quân ta đã nuôi trí căm hờn từ bao ngày ẩn nhẫn, nay mới có dịp chút lên đầu ngọn giáo lưỡi đao. Vì vậy, cuộc chiến diễn ra cực kỳ ác liệt rằng co níu kéo. Có những chiến binh vừa trồng được lưỡi câu liêm vào cổ tên giặc, liền giật phát một cái, đầu giặc đã rơi lăn lóc trên sạp thuyền. Máu từ cổ nó phun thẳng đứng như một chiếc vòi rồng trước khi thấy nó ngã vật xuống. Rùi nhọn, giáo đâm, đao chém, kích búa, những tiếng kim khí vai nhau, tóe lửa, những lưỡi đao đỏ lòm cứ vung lên hạ xuống, loang loáng. Những tấm thân trần đóng khố, lao vào ôm cổ giặc hoặc húc đầu vào bụng nó, để cả hai cùng lăn xuống sông và dìm những tên giặc bắc khiến nó sặc sụa sủi bong bóng lên mặt nước trước khi người lính việt ngoi lên những tiếng va đập đối kháng tưởng như không bao giờ dứt trời đất dường như cũng đau đớn với nỗi đau của con người nên tối sầm lại một lát sau nắng lại bừng lên soi thấu cả dòng sông đỏ lò máu giặc núng thế tháo chảy quân ta bám giết và lại thuyền của ta nhỏ quân ta no đủ nuôi sức nuôi trí từ lâu nên thừa thắng rượt đuổi. Nhìn phía trước có dãy núi trải dài, Trương Ngọc phản tiếp sai quân mở hết tốc lực, vượt lên chiếm lấy điểm cao để hỗ trợ cho Âu Mã Nhi kháng cự. Vừa đúng lúc quân thánh dực của hai vua, quân tinh nhuệ của Phủ Chiếu Minh và cả quân điền binh do Nguyễn Xuân thống lĩnh theo vua ra đi từ Hiệp Thạch cũng sát cánh vào trận từ trên đài cao quan sát, thấy giặc đã bị đánh lui ở phía gành cốc, sông kênh, sông rút, đang dồn về cả tràng kênh. Quốc công sai Phạm Ngũ Lão đem ngay chiến thuyền đi tiếp ứng. Đoàn binh thuyền của Phạm Ngũ Lão từ bãi Yên Giang, sông Chanh phải gạt sắc giặc, tránh những chiến thuyền giặc đắm ngổn ngang đang làm ùn tắc dòng sông để lấy đường đi ứng viện cho cánh quân của Trần Quốc Bảo bên tràng kênh trương hán siêu đứng cạnh phạm ngũ lão trước mũi thuyền nhìn về phía đang diễn ra trận chiến thấy bầu trời u ám khí bốc lên mờ tối liền nói anh ngũ lão nhìn kìa cả chục dặm chiến trường mờ mịt phạm ngũ lão vẫn căng mắt dõi nhìn về phía đó vẻ tiếc nuối hán siêu lại nói anh ngũ lão có thấy cái khiếm khuyết nhất của quốc sử viện là đã không cử một ai đi cùng chúng ta vào trận để tận mắt thấy sự cam go ác liệt trong việc giữ gìn quốc thổ phải hao tổn máu xương như thế nào. Tôi cam đoan với anh, ngàn năm hồ dễ có được một trận thủy thắng quy mô và oanh liệt như thế này. Chỉ tiếc Lê Sử Quan tuổi đã cao, không còn đủ sức theo quân như cuộc kháng nguyên năm ất dậu. Rồi đấy mà xem, họ sẽ chép biên vào quốc sự rất sơ sài, đôi khi còn lộn xộn hoặc bỏ sót hoặc mù mờ. Ngũ lão, ý anh thế nào? Phạm Ngũ Lão vẫn không rời mắt nhìn về phía bầu trời mờ xám, nơi trận đánh đang diễn ra khốc liệt. Ông rút lá cờ lệnh nơi mũi thuyền phất ba lần, tức là ông thúc quân tiến nhanh hơn nữa, chứng tỏ ông không hề nghe biết những điều Hán Siêu vừa nói. Đoạn Ngũ Lão nhấc chiếc mũi trụ tết muối bằng da dê để tránh tên từ đầu mình, úp lên đầu Trương Hán Siêu và nói: "Anh vào trong khoang thuyền mà quan sát, phải giữ lấy cái này thời mới có thi văn." Nói đoạn, Phạm Ngũ Lão vỗ nhẹ tay lên đầu Trương Hán Siêu và khẽ đẩy ông vào phía trong. Giặc đang áp sát thuyền vào dãy núi Tràng Kinh, chúng đang loay hoay chọn chỗ đổ quân lên. Phản tiếp Trương Ngọc đang hò hét xua quân lên bờ, thương thay những tên giặc vừa đặt chân xuống đất. Nhiều đứa còn chưa kịp đặt cả hai bàn chân tiếp đất đã bị hàng ngàn mũi tên từ nỏ Liên Châu bắn xuống khiến chúng gục ngã, quân ta từ trên sườn núi ao xuống hai bên giáp chiến kiên cường giặc cố đổ quân lên để tìm nơi ẩn trốn bởi các chiến thuyền của chúng đã bị quân ta bọc kín phía sau không có phép lạ nào có thể thoát ra được lại nữa những máy bắn đá những song xảo ngũ xảo pháo đặt trên cao cứ nhằm vào thuyền giặc mà bắn như bắn vào những tấm bia cố định nên ít khi sai chạch Phạm Ngũ Lão đã dẫn quân đến kịp phối với quân Thánh Dực, quân của Thượng tướng Trần Quang Khải, quân của các tướng Nguyễn Khoái Trần Hoàn, Đỗ Hành, Nguyễn Chế Nghĩa, đánh rất rát ở phía sau lưng giặc. Ô Mã Nhi tự mình chỉ huy quân sĩ kháng cự. Tên phù thủy Nguyễn Bá Linh đầu tóc rũ rượi, một tay cầm chiếc bùa đỏ to như chiếc chảo màu đỏ chót, tay kia cầm một bầu hồ lô lấp lánh ánh bạc sát cánh bên ô mã nhi miệng y luôn lẩm nhẩm đọc thần chú ô mã nhi nửa tin nửa ngờ thỉnh thoảng lại dục pháp sư ra tay đi chứ Phía bên sườn núi, Phan Tiếp đã nhảy được một chân lên bờ. Trần Quốc Bảo kịp sông đến, bổ một nhát đao lên đầu, hắn né tránh, lưỡi đao phập xuống, khiến xã một bên cánh không gượng nổi, liền lăn xuống sông. Quân ta dùng câu liêm móc lên bắt được. Quân Nguyên mất tướng hoảng hốt, lùi thuyền ra xa, tên ở trên bờ vãi xuống như mưa, và các máy bắn đá, các loại pháo cứ liên tiếp rót vào đầu giặc. Quân giặc chết xác chồng lên xác, máu chảy đỏ cả nước sông. Tại một đoạn khác, viên vạn hộ Trương Ngọc dẫn đầu một toán quân nhảy lên bờ, lập tức chúng bị chặn lại bằng nỏ Liên Châu với tên tầm độc. Trương Ngọc chết gục ngay trên bờ cùng với đám quân vừa rời thuyền. Thuyền giặc lại hốt hoảng quay ra, lúc này khắp nơi đều rung lên tiếng sát thát cùng tiếng trống đồng, tiếng chiêng, tiếng tù và, từ đâu đó bật lên tiếng thét bắt lấy ô mã nhi giết chết thằng giặc già ô mã nhi ô mã nhi phải đền tội ác ô mã nhi cùng lúc nguyễn khoái phạm ngũ lão nhảy lên thuyền ô mã nhi hắn cởi trần toàn thân với máu tay lăm lăm chiếc thuẫn cán dài mắt ngầu đỏ nhìn hai viên võ tướng đại việt tướng đỗ hành cũng vừa sốc tới cả ba người cùng khống chế ô mã nhi các tướng đỗ hành nguyễn khoái và ngũ lão đều ghi tên này là ô mã nhi nên muốn bắt sống các tướng đều cảnh giác xem hắn có dám ra tay động thủ tên phù thủy rậm mạnh gót chân hú lên một tiếng man dợ. nguyễn khoái giơ đao chém chéo thân tên giặc cổ quái khiến thân nó sẻ làm đôi và cả chiếc hồ lô trên tay nó cũng vỡ toát, máu trên thân nó tóe ra đỏ tươi và từ chiếc hồ lô phụt ra một luồng khí trắng. Luồng khí trắng từ việc này, những người lính ở xa chỉ nhìn thấy tên phù thủy bị chém, thân đổ xuống phụt ra máu trắng. Cũng từ đấy người ta thêu dệt tên này có phép chém đầu ấy, nó mọc ra đầu khác. Và cái tên Phạm Nhan cũng mọc ra từ truyền thuyết của dân gian. Ô Mã Nhi kinh hoàng về nội lực của viên tướng trẻ Đại Việt, y nhích dần hai bàn chân lùi về phía vách thuyền giữ thế thủ trong khi quân của y đã bị quân ta hạ sát, không còn một bóng nào trên thuyền, dường như y không có ý kháng cự. Phạm ngũ lão chỉ tay vào chiếc thuẫn y đang cầm trên tay, ra hiệu cho y buông xuống. Ô Mã Nhi buông cả hai bàn tay, chiếc thuẫn rơi bịch ngay dưới chân y nguyễn khoái sai quân vào trói ô mã nhi nhếch mép cười đau đớn y không chống cự phạm ngũ lão nguyễn khoái sai lấy một con thuyền nhẹ dẫn y vào trong khoang có hai mươi người lính có võ thuật canh phòng cả ba tướng đỗ hành phạm ngũ lão nguyễn khoái tự dẫn tên tù binh nguy hiểm và bậc nhất này đến báo tiệp trước hai vua quân giặc còn lại hết thảy đầu hàng trong đó có một thuyền còn nguyên vẹn trở viên tích lệ cơ vương Tên này điềm đạm nói y là bậc thân vương, em họ hốt tất liệt, chú của thoát hoàn. Quốc công tiết chế thống lĩnh chư quân sự hưng đạo vương, vội đi thuyền nhẹ tới ra mắt hai vua và tâu báo việc quân ta toàn thắng. Hưng đạo nói, tâu thượng hoàng, tâu quan gia, nhờ hồng phúc của tổ tông cùng khí thiêng sông núi, cánh quân phía đông của giặc, không một chiếc thuyền nào, không một tên giặc nào trốn thoát xin thượng hoàng và quan gia đem tù binh về thăng long chuẩn bị làm lễ hiến phù thần xin phép lên biên thủy chỉ huy việc bắt giặc nhân huệ vương trần khánh dư hưng nhượng vương trần quốc Tảng đem quân phục kích từ cửa lục đến vân đồn nhằm đón đánh cánh quân ô mã nhi rút chảy. nhưng tuyệt nhiên không có một chiến thuyền một tên quân lọt được qua cửa bạch đằng Kiếp khi các vương được tin quân ta đã tiêu diệt và bắt sống hoàn toàn cánh quân thủy của giặc, cũng là lúc nhận được mệnh của quốc công tiết chế thống lĩnh chư quân sự Hưng Đạo Vương, đem hết quân bản bộ ngày đêm đi gấp lên các ải Đình Lập, Lộc Châu để đón bắt thoát hoan. Lại nói sau khi xa giá và quân thánh dực hồi kinh, các tướng khác đều cấp tốc dẫn quân lên biên thủy truy đuổi giặc. Việc thu dọn chiến trường, trao lại cho các binh đội của địa phương cùng điền binh các hương ấp quanh vùng. Trương Hán Siêu không về kinh sư, cũng không lên biên ải. Ông ở lại vì muốn thăm lại chiến trường. Chiến trường kết thúc vào khoảng gần cuối giờ thân ngày bùng 8 tháng 3. Lúc ấy mặt trời đã rơi về phía bên kia ngọn yên tử Sớm nay, tuy còn rất mệt, định ngủ cho đẫy giấc, nhưng trời vừa hừng sáng, trường hán siêu đã bị lũ quạ đánh thức. Và không biết từ đâu, chúng bay về dợp trời và kêu réo như một sự réo vui. Tự nhiên, như có mùi tanh tưởi tràn ngập cả không gian và hình ảnh những tên giặc máu chảy vọt lên như những con lợn con trâu bị chọc tiết, túa ra ào ào đổ xuống nhuộm đỏ cả dòng sông khiến dòng sông của cá tôm và bờ bãi trở thành dòng sông máu tất cả những sự ghê rợn của trận chiến ngày hôm trước cứ hiện hiện trong đầu óc buộc trương hán siêu phải vùng dậy ông lên ngựa và đi thăm lại chiến trường càng gần tới khu vực bờ sông mùi tanh tưởi càng đậm đặc vật đầu tiên trông thấy từ xa là những đàn quả chúng bâu lại từng đám đen xì trên mặt sông hoặc đậu trên đỉnh các cột buồm của những chiếc thuyền đắm và chúng vẫn lũ lượt bay về trương hán siêu ghìm cương ngựa trên bờ nơi gần sát với bãi cọc lớn nhất ở ba bãi cọc nằm trong khu vực sông tranh hôm nay nước cạn chứ ra bãi cọc nằm im lìm bất động xác răm bảy chục con thuyền cháy nham nhở, một số thuyền bị cọc đâm vào vỡ toác, một số khác bị cọc xuyên thủng đáy. Thuyền bị đắm tại chỗ không nhúc nhích, tựa như một võ sĩ thượng thừa dùng hết công lực phóng gọn giáo xuyên suốt con vật và găm nó vào một thân cây vậy. Nhìn những con thuyền đắm nằm ngổn ngang, những xác giặc bị ghim vào cọc, bị kẹt giữa hai con thuyền hoặc những thân người nằm với ra ngoài bãi, còn đầu bị mắc vào chùm rễ xú. Đây đó, những mảnh vỡ của thân thuyền giải rác khá nhiều những cây kích bị cong, những cán giáo gãy và cả những chiếc đầu lâu lăn lóc dưới chân hàng xú vẹt. Những thây người ấy không phải tất cả đều là sắc giặc. Lòng bùi ngùi, Trương Hán Siêu lội xuống bãi, lật ngửa mấy xác người chết. Ông chưa nhận ra được gương mặt nào là gương mặt Việt, bởi phần nhiều các gương mặt đã trương lên, đã biến dạng. Cởi hàng khuy áo một người lính chết, thấy hở ra một chiếc bùa thấm nước. Ông khéo léo đem tới vũng nước tở dần ra đọc được hàng chữ triện. Tổ sư sắc lệnh chấn. Hóa ra đây là bùa hộ mệnh của đám quân người Hán trương hán siêu lên ngựa nhìn về phía cửa sông tranh thấy có nhiều người đi lại ông bèn phóng ngựa tới đó một cảnh tượng tan hoang thật là khủng khiếp một hàng cọc chắn ngang sông như cọc đáy thuyền trài và hai bãi cọc ở hai bên tả hữu dòng sông đều đã nhô cao nước cạn dòng sông hẹp lại một đống thuyền cháy nham nhở và thuyền va vào cọc bị đắm nằm chen chúc nhau chật cả dòng sông trên mặt nước giật rời những tấm ván sạp thuyền cùng cả một bè xác chết len lách giữa các con thuyền đắm hoặc bập bềnh bên mép nước. Tất cả đều bị ngáng lại trước hàng cọc vắt ngang sông. Một dòng sông chật cứng xác người và xác thuyền kéo dài tới mấy dặm. Trương Hán Siêu dùng mình. Hôm qua là dòng sông máu, hôm nay là dòng sông xác những điền binh và quân sĩ đi thu dọn chiến trường lượm thây tử thi đã khiêng tới cả trăm cỗ quan tài đặt trên bờ sông và họ còn tiếp tục khiêng ra nữa đội quân thu dọn chiến trường chắc phải đánh nhau với bảy quạ mới lấy được xác người cứ man nào là quạ cứ chỗ nào thấy đen kịt ấy là quạ đang súng lại rỉa xác chết những người lính đang đẩy thuyền đi lượm xác trương hán siêu hỏi viên đô tướng làm thế nào để phân biệt quân ta với quân giặc bẩm ông quân ta từ sĩ tốt đến điển binh đều xăm hai chữ sát thát vào cánh tay dễ nhận lắm ạ à? còn quân giặc là người hán đứa nào cũng đeo bùa hộ mệnh viên đô tướng đáp vẫn có người chưa kịp xăm sát thát thì sao dạ có nhiều cách nhận ra người mình lắm tướng quân khỏi lo trương hán siêu để ý những con thuyền cắm cờ đại việt và có bình hương đang bốc khói ấy là thuyền lượm thây các tử sĩ đại việt còn thuyền chỉ có cờ đen ấy là thuyền lượm sắc giặc ông dõi nhìn và nhận ra cứ năm bảy thậm chí cả chục sắc giặc mới có một người bên mình phóng tầm mắt nhìn bãi chiến trường bao la trương hán siêu thốt lên giặc đã làm rách nát làm ô uế cả dòng sông lặng lẽ cúi đầu và chắp tay vái các liệt sĩ đã bỏ mình vì nước ông quay ra sắt ngựa thả bộ vừa đi vừa ngẫm nghĩ như một giấc mơ giờ này hôm qua trận chiến mới vào hồi ác liệt giờ này hôm nay đã sạch bóng quân thù đất nước đã yên bình thật là kim cổ đệ nhất chiến công lại nói đại quân thoát hoan rút khỏi vạn kiếp y được biết hưng đạo đã sai ba mươi vạn quân chẹn hết các đường trở về của quân nguyên khắp nơi đều có quân mai phục có bẫy ngựa và quân việt còn đào cả hầm xỉa ngựa ven núi trên đường thiên lý thoát hoan sai viên hữu thừa abachi là một tướng mưu lược toàn tài dẫn quân kỵ đi trước mở đường cho quân bộ theo sau nhưng vừa ra khỏi doanh trại chưa được 10 dặm đã phải dừng lại đánh nhau Khác với khi quân Nguyên mới tràn vào, cứ như đi vào chỗ không người ở. Các cửa quan quân Việt tuy có chống trả, nhưng đó là sự chống trả yếu ớt, cầm chừng rồi tháo chạy. Trái lại bây giờ, phải giành giật với họ từng tấc đất mới có đường đi, cho nên việc lui quân rất chậm chạp. Thoát hoàn mới đưa được hơn hai chục vạn quân qua sông Bình Giang. Tiền quân gần tới ai nội bàng thì bị quân Đại Việt chặn lại viên hữu thừa Abachi với 5.000 kỵ binh cùng hàng vạn quân bộ theo sau đánh nhau từ sáng tới quái trưa, vừa đói vừa mệt mà tiền quân không nhúc nhích được bước nào. Đôi Ba Phen bị đẩy lùi rồi người chết, ngựa chết lăn quay, xác người xác ngựa chồng đống lên nhau, ngáng trở đường cuốn đi. Sông Bình Giang, tức sông Chũ, thuộc huyện Lục Ngạn, Bắc Giang. Thấy tiền quân không nhích lên được, thoát hoan sai áo lỗ xích, phái thêm viện binh hợp lực với Abachi để thoát khỏi nội bàng mới có đường chạy tiếp về đất Trung Hoa. Thấy có quân tiếp viện, Abachi gom nhanh số quân còn lại, thúc chúng tiến lên. Nhưng xem ra, cả người và ngựa đều đói và đã mệt nhoài. Quân uể oải không đứa nào chịu tiến. Để làm gương cho binh sĩ, Abachi hét một tiếng thật to rồi bấm ngựa lao về phía trước quả nhiên đám kỵ binh đều lao theo chủ tướng quân đại việt ngăn cản quyết liệt không biết họ ở đâu và từ đâu bắn ra chỉ biết bốn phía phía nào cũng có tên bay về phía kỵ binh bông cổ cùng một lúc abachi trúng ba mũi tên độc một mũi cắm trên đỉnh đầu một mũi xuyên từ cổ ra phía sau gáy mũi thứ ba xoáy vào đùi sau khi đã xuyên thủng lớp quần ra Loáng một cái mặt Abachi đã sưng húp lên, da tím đen văng từ trên mình ngựa xuống chết không kịp ngáp. Quân Nguyên hoảng hốt, người ngựa lùi lại rất xa, chúng vón lại với nhau như một bầy kiến gặp nước, chứ không dám tản ra hai bên đường là những rừng cây rậm rạp tối om. Trong khi đó, tiếng trống đồng, tiếng tù và, tiếng kèn vẫn cứ sôi sụp từ mọi phía, khiến tâm thần quân giặc càng thêm bấn loạn thấy tình thế nguy ngập, Bình Dương chính sự áo lỗ xích cùng mấy ngàn quân tinh nhuệ phải luôn đi sát để hộ vệ thoát hoan. Viên thần nỗ giải nhược ngu sông sáo chống đỡ, che chắn cho chủ tướng và y không dám rời khỏi thoát hoan nửa bước. Các viên vạn hộ hầu Lưu Thế Anh, Darachi dẫn quân lên liều chết, mở đường máu mới dẫn thoát hoan qua cửa từ nội bàng vừa qua nội bàng được vài dặm thì được tin quân Đại Việt đã án ngữ dày đặc ở cửa quan Nữ Nhi và núi Khâu Cấp. Trên 100 dặm đường thiên lý, không nơi hiểm yếu nào là không có quân Đại Việt mai phục. Còn hố bẫy ngựa thì giải rác không biết đâu mà lường. Sự thật số ngựa xa hố kéo theo cả người giải khắp dọc đường không phải là ít quân nguyên đã bỏ đường khâu ôn nay lại bỏ cả đường khâu cấp tìm qua đường đơn kỷ để vượt về tứ minh qua ngã lộc châu nhưng không một nơi nào giặc tìm được sự yên ổn ngay các đầu mục người man lúc giặc mới vào họ cho quân tản vào rừng nay họ cũng tập hợp lại đón đánh quân giặc bằng mọi loại khí giới mà họ được triều đình cung cấp hoặc họ tự chế ra sắc giặc giải trên đường vô số kể bị đánh ở bất cứ chỗ nào chúng đều liều chết cướp lấy đường mà chạy chứ không dám dừng lại giao tranh hoặc chia quân vây hãm đối phương như hồi chúng mới đem quân vào đất giao Châu cách đây mới có hơn 3 tháng vừa qua đơn kỳ được vài dặm thì trời đổ tối cũng là lúc giặc rơi vào ổ phục kích của quân ta Tại đây không có lửa đốt, không có tiếng trống tiếng kèn thôi thúc, chỉ có sự tĩnh lặng đến ghê rợn. Con đường độc đạo heo hút, len lách một bên là rừng rậm, một bên là vách núi tối om như một chiếc bẫy khổng lồ. Tiếng ngựa thở phì phì, tiếng chân dẫm đạp của đoàn quân trên lớp lá khô mục đều bị rừng đêm nuốt chừng. Mấy chục vạn quân như một con rắn khổng lồ mà đầu mình nhiều khúc đã bị băm vằm, cứ oàn mình trườn đi chậm chạp bỗng một tiếng nổ đinh tai, ánh sáng lóe lên như một tia chớp, rồi tiếng tên vun vút lao tới. Vậy là, bị đánh tạt sườn tại khúc giữa đoàn quân, giặc hốt hoảng cắm đầu chạy. Bước qua sát nhau mà chạy, sẫm đạp lên cả những đứa bị thương đang kêu cứu mà chạy đang bám giết phía sau thoát hoan, giả nhược ngu nghe thấy tiếng xé gió, biết mũi tên sẽ bay thẳng vào thoát hoan, y dướn lên nửa bước ngựa để kịp đưa thân mình ra chắn. Mũi tên xuyên trúng bả vai viên thần nỗ. Khen thay, giả nhược ngu có cái tai thần. Ngay trong đêm tối, cũng nhìn rõ đường bay của mũi tên. Đúng là, giả nhược ngu có lòng xả thân cứu chủ. Nếu không thoát hoan, đã phải đền tội ác vạn hộ Lưu Thế Anh cùng tả thừa Darachi dẫn quân điều chết mở đường máu mới thoát ra được. Chạy được khoảng nửa dặm đường, giả nhược ngu níu áo thoát hoan nói giọng thều thào. Trấn Nam Vương bảo trọng. Viên thần nỗ gục chết trên lưng ngựa. Thoát hoan sai quân mang xác giả nhược ngu đi theo và bắt phải giữ lại bộ cung tên mà vị thần nỗ thường dùng lòng chống trải và hãi sợ đến vô cùng. Thoát hoan nói với áo lỗ xích, phải chia quân làm hai ngả, không thể dồn hết về phía Lộc Châu được, để các tướng Ali, Azuk, Darachi, Trịnh Bằng Phi dẫn một cánh quân về đường Lộc Châu. Ta với ông đem một cánh quân đi về phía Đông Nam, phía Đình Lập. Con đường này tuy xa hơn, hiểm trở hơn, nhưng ta tin rằng hưng đạo không nghĩ tới đâu thật ra giặc chạy theo đường nào cũng là con đường chết cả tới lúc này không chỉ quân chúng hoảng loạn mệt mỏi mà cả lũ tướng soái cũng hoang mang lo sợ vì đói khát và cái chết lúc nào cũng cận kề cho nên chúng phải liều chết cướp lấy đường mà chạy tự băng bó vết thương lê lết theo quân đứa nào không đủ sức phải nằm lại ắt sẽ bị bắt hoặc bị chết dọc đường tới lúc này thì Trần Ích Tắc quả là một gánh nặng cho Thất Hoan trên đường tháo chạy, nhưng Ích Tắc lại giữ vai trò khá lớn trong mưu toan xâm chiếm Đại Việt của cha con Hốt Tất Liệt. Vì vậy Thất Hoan sai bọn tướng soái dưới quyền phải bảo vệ y bằng mọi giá. thưa quý vị và các bạn sau khi chiến thắng quân nguyên mông lần thứ ba thượng hoàng trần thánh tông đã khẳng định chiến thắng bạch đằng là cuộc chiến mẫu mực mà không có một bậc kỳ tài nào có thể lặp lại được ngài ca ngợi tài năng của trần quốc tuấn đã biến tất cả những gì hiện có trên đất nước mình thành vũ khí đánh giặc hiệu quả nhất việc đánh giặc theo con nước thủy triều và những bãi cọc của trần quốc tuấn đều nằm ngoài sự hiểu biết và tính toán của tướng giặc nhà vua đã triệu tập cuộc họp để khen thưởng cho những chiến công của quân và dân ta. Trần Quốc Tuấn đã đề xuất chế độ cho những gia đình có người hy sinh vì trận chiến và lúa gạo cho dân, cho những người trong đội điền binh. Tiếp sau chiến thắng quân Nguyên Mông lần thứ ba, triều đình đã bàn và làm những công việc gì? Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe qua giọng đọc Thúy Trà. Trần Ích Tắc không phải không biết thân phận của mình đôi khi cảm thấy tủi thân và không phải không có lúc ân hận vì đã quy thuận thiên triều. Nghĩ lại năm ất dậu, mệnh nước như trứng để đầu đẳng, như vật nặng ngàn cân treo trên đầu một sợi tóc, thế mà quốc tuấn lại xoay chuyển được thế cờ, biến bại thành thắng, biến nguy thành an, không thể không thừa nhận đó là bậc chân tài. Trước đây, ta cùng mấy người anh em đều nghi quốc tuấn có lòng kia khác hóa ra cả ta và họ đều lầm. Nếu muốn lấy ngôi nước thì sau cuộc chiến năm Ất Dậu, sao quốc Tuấn không nhân đó mà cướp lấy ngai vàng. Dù không ưa quốc Tuấn, ta cũng phải thừa nhận anh ấy có lòng chung với nước. Lại tới cuộc chiến tranh này, ta cứ nghĩ theo tính toán của thiên tử, cố tất liệt. Với một đội quân hùng hậu như thế, tướng tài như thế, tưởng phen này sẽ bình sống an nam ngôi nước sớm tối sẽ về tay ta ai ngờ lại hỏng cả dù thế nào cũng không thể không thừa nhận quốc tuấn là bậc tướng siêu tuyệt ta đang băn khoăn không biết có nên coi quốc tuấn là kẻ thù của riêng ta không quả nhiên thoát hoan chạy về nẻo đình lập có ít bị đánh hơn và thường chỉ phải đối phó với lực lượng phục kích nhỏ hơn thoát hoan nghĩ đó là quân man chứ không phải quân triều đình dù ít bị đánh hơn song không vì thế mà thoát hoan cho phép đi chậm hoặc dừng nghỉ mặc dù cả tướng và quân đều kiệt sức thoát hoan thường dân các thuộc cấp gắng về đến tư minh ta sẽ cho nghỉ ngơi dưỡng sức mệt cũng phải gắng mà đi mệt chưa hẳn đã chết nhưng nếu chậm gặp giặc vào lúc này chắc là chết đấy nghe lời thoát hoan đám tàn quân lê lết đi trong nhọc mệt đói khát có kẻ còn mang trên bình nhiều thương tích vẫn bám lấy nhau mà đi khi thoát hoan về cách biên giới còn khoảng non chục dặm thì quân giặc ầm ầm từ dưới lên chen chúc nhau vít kín cả mặt đường vốn đã chật hẹp hỏi ra mới biết quân đại việt do các tướng trần khánh dư trần quốc Tàng đã cắt hậu quân thành nhiều khúc và họ đã cho quân đi tắt lên biên ải để chặn đường về của quân thiên triều nghe xong thoát hoan và các tướng buồn rùn hết cả người lát sau dường như đã định thần trở lại ý ra lệnh áo lỗ xích dẫn một ngàn quân kỵ đi mở đường, A à giúp lấy một ngàn quân kỵ đoạn hậu. Mặc cho các quân phía sau chống đỡ, bằng mọi cách phải về bên kia biên ải trước khi quân Trần kịp đến. Vậy là bộ vận đầu não kén lấy đám ngựa tốt, quân khỏe để hộ tống cho chúng chạy thục mạng về đất Trung Hoa. Khi các tướng Trần Khánh Dư, Trần Quốc Tảng áp sát biên thủy cũng là lúc thoát hoan đã chạy sâu vào đất Trung Hoa non trục dặm vậy là trời vẫn còn dung kẻ ác. Các tướng chỉ huy quây đánh và bắt sống bọn tàn quân đang trốn chạy nhiều vô kể. Hai ngày sau trên toàn tuyến biên thủy đã sạch bóng quân thủ. Nói về đoàn thuyền của hai vua mang chiến thắng vang dội trở về Thăng Long, có đem theo một ít tù binh là bọn đầu sỏ. Trong đó có tích lệ cơ vương là một đứa thân vương xin được gặp người có quyền cao nhất ở đây vua cho lên thuyền nhưng không cho biết danh tính. Hỏi han qua loa rồi vua sai rót rượu cho y uống. Sau hai tuần rượu y nói, tôi là thân vương, bà con với thiên tử, các ông chuyển lời tôi tới quốc vương An Nam. Để làm gì kia? Vua nhân tông hỏi. Vậy chớ sứ mệnh của ông vào nước tôi để làm gì? Chúng tôi tới đây là để thuyết phục quốc vương An Nam vào chầu thiên tử nếu chỉ có việc như thế cần gì phải đem theo mấy chục vạn quân sang tàn sát nước tôi để răn đe nếu như các ông chống lại thế nhưng đội quân đó đã tàn sát dân tôi ngay từ khi nó vừa bước chân qua biên ải tàn sát lương dân và cướp bóc phá đốt không bỏ sót một thứ gì có phải thiên tử muốn triệt nguồn sống của dân tôi tiêu diệt dân tôi thế mà lại bảo thiên tử thi ân tới tận cùng trời cuối biển Đúng vậy, thiên tử nhà đại nguyên thi ân tới tận cùng trời cuối biển và chỉ chừng trị kẻ nào chống lại người thôi. Tới nay, ngoài những lời nói xuông, dân tôi chưa có cơ hội nào được thiên tử mông ân, và chúng tôi chỉ đánh kẻ xâm lược, bảo vệ lương dân, bảo vệ bờ cõi mà thôi. Này người kia, hãy ăn nói thận trọng. Tích lệ cơ vương lên giọng kẻ cả y nói tiếp các ông đã dám chống lại binh uy thiên triều làm thiệt hại người của không biết đâu mà lường không những thế còn làm giảm sút cả thiên uy của thiên tử đối với thiên hạ nữa chứ vậy các ông liệu đối xử với ta như thế nào đây để ta còn về tâu báo với thiên tử các ông đem binh vào nước tôi, tàn sát dân tôi. Đương nhiên, đối với dân nước tôi, các ông là quân giặc rồi. Nay giao chiến, các ông lại là bên thua trận, bị bắt làm tù binh. Át các ông sẽ được đối xử như một tên tù binh. Ấy là nước tôi có lượng bao dung nhân hậu. Thử hỏi nếu các ông là kẻ chiến thắng, có thể nào các ông lại cư xử được như chúng tôi đang cư xử với ông không? Nếu may mắn được quốc vương tôi tha mạng sống trở về yên kinh, hãy tâu báo trung thực với thiên tử những điều ô nhục mà đội quân tàn bạo của thiên tử đã làm ở nước tôi. Sự thực là các ông đã mưu mô chống lại thiên triều, dám tiêu diệt cả một đội hải binh hùng hậu của thiên tử, mà trước đây đi đánh Nhật Bản, đội hải binh Kiêu Dũng với 15 vạn quân cũng đã không trở về, nhưng chỉ có sức mạnh của thượng đế mới làm nó thất bại. Còn như ông bảo nếu chúng tôi chiến thắng, các ông sẽ không được cư xử như thế này. Đương nhiên là như vậy, đời nào các danh tướng của thiên triều lại có thể ngồi đàm đạo với man di bại trận. Đến như Trần Nhân Tông mà cũng không kìm nén được tức giận và sự khinh bỉ đối với tên tù binh ngạo mạn đến lỗ bịch kia. Ngài quắc mắt nhìn đứa tù binh gọi là thân vương và mắng người cứ việc tâu lại sự thất bại nhục nhã của đạo quân xâm lược khổng lồ với tất cả những điều mắt thấy tai nghe, sự tàn bạo đến điên cuồng của kẻ xâm lược và sự đánh trả quyết liệt của toàn dân tộc ta. Và nên nhớ, đây là lần thứ ba, chứ không phải lần đầu. Ngươi nhớ chứ, lần thứ nhất vào năm Đinh Tị 1257, có nhẽ lần ấy ngươi chưa đến tuổi Tòng Trinh. Lần thứ nhì vào năm Ất Dậu 1285, và lần này là năm Mậu Tý 1288. Ngươi về đọc lại lịch sử chinh chiến của nước ngươi đi. Vào Nhật Bản, ngươi bảo chỉ có thua Thượng Đế, nhưng xâm lược Đại Việt chỉ có người Đại Việt đánh trả thôi, và lần sau lại thua đau hơn lần trước. Có phải Đại Việt là quốc gia duy nhất các ngươi không thể chinh phục? Vì sao ư? Vì dân tộc ta biết tự trọng, nên không chịu sống quỷ. Khi đã đụng đến lòng tự trọng của cả một dân tộc, không một kẻ thù nào không bị đánh bại. Các ngươi nên nhớ kỹ điều đó. Vừa tôi các ngươi đều không biết liêm sỉ mà chỉ biết lấy thịt đè người. Một nước khổng lồ như đế quốc Nguyên trong vòng chưa đầy 3 năm đã tiến hành hai cuộc chiến tranh xâm lược cực kỳ man dợ đối với một nước người ít đất hẹp như nước ta. Chính vì các ngươi không tuân theo mệnh trời nên chơi lìa bỏ, vua ngươi nối đời tiếm xưng thiên tử nên bị trừng phạt bởi thượng đế ngọc hoàng đâu có sinh ra loại con vô đạo đó chỉ thẳng vào mặt tích lệ cơ vương với nhân tông lại mắng ta không hiểu ở cái xứ du mục của các ngươi có gì gọi là cao quý mà ngươi dám ngạo mạn tên tù binh kia ngươi không biết thân phận là một kẻ thua trận một tên tù binh lại còn vô lễ sắc dược ta không cho phép ngươi được trầu hầu mệnh quan nữa đây là bài học dành cho kẻ ngạo mạn hãy nhớ lấy nói xong trần nhân tông sai đưa y về giam lại trong chiếc thuyền tù đuổi tên tù binh đi rồi vui nhân tông nói với thượng hoàng bẩm phụ vương con mắng giặc thế có quá lời thượng hoàng thánh tông cười độ lượng không đâu vương nhi con nói vậy là phải lắm chúng ỷ thế nước lớn cứ mở mồm ra là đòi dậy thiên hạ bắt thiên hạ phải phục tùng nếu nước nào trái ý là cử đại binh đến thôn tính trong khi bài học vỡ lòng lại không chịu học vì rằng tạo hóa sinh ra muôn loài mỗi loài đều có quyền sống mà không loài nào được phép chèn ép bức bách loài khác thế mà cùng trong loài người với nhau chúng ỷ thế nước lớn đòi lấy đi quyền sống của nước nhỏ là chúng đã không tuân theo cái luật chung tạo hóa đã an bài. Cũng tức như cha vừa nói, là bài học vỡ lòng chúng cũng chưa thuộc, lại còn đòi dạy dỗ thiên hạ. Cứ như nhờ Phật dạy, thì kẻ nào nói điều ác, làm việc ác, thầy chúng đều thuộc loài chọc trược, chưa tiến hóa. Chúng chính là lũ quỷ ác đầu thai làm người, để gieo họa, chúng sẽ phải trả nghiệp, bởi nhân nào quả ấy con ạ. À? còn như có sợ y đem những điều con nhức mắng nó về tâu với hốt tất liệt không? Nếu y dám nói, ta chắc y sẽ mất mạng trước khi hốt tất liệt đem binh xâm lấn ta một lần nữa. Và lại, kẻ đã thua trận, có nói điều gì cũng chẳng ai tin. Nhược bằng y dám nói, hốt tất liệt nghe được điều đó càng tốt cho y. Nhưng tốt cho ta hơn, bởi hốt tất liệt sẽ hộc máu ra mà chết trước khi y có ý định nam trình. Ô Mã Nhi cũng nhiều lần đòi gặp người có chức vị cao nhất trong đoàn quân này, nhưng hai vua không cho gặp bất kỳ ai, còn phàn tiếp bị chém xã một bên cánh tay, máu ra nhiều, sau khi được quân ta buộc bó lại, vẫn đau đớn, nằm rên như một con chó ốm. Lý Thiên Hiệu, viên văn thư ghi chép mọi việc trong quân ở bên cạnh Ô Mã Nhi, ôm theo một đống sổ ghi chép về thuyền của Thượng tướng Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải, lúc này đang được Thượng tướng tra vấn trở về Thăng Long, non cảnh tượng thật đau lòng. Trước khi giặc chạy về vạn kiếp, còn kịp gây tội ác. Chúng đốt phá hầu hết các điện coi trầu và cung thất. Điện Thiên An là ngôi điện khởi dựng từ đầu đời nhà Lý. Nhà Trần lại tu bổ và mở rộng, vẫn trên nền đất cũ, nguy nga tráng lệ. Xứ nhà Tống trước kia và nhà Nguyên sau này đều khen, đại điện bên nước tôi cũng không hơn được đã tồn tại ngót 300 năm, bỗng chốc hóa thành cho than với ra các mảng tường gạch ngói ám đen thui. Ngay điện chí kính, nhà Thái Miếu là nơi thờ cúng tổ tông, chúng cũng đốt phá không còn một tí gì. Nhiều nhà dân ngoài phố còn sót lại mời hai vua về ngự. Gia chủ nhường hẳn nhà dọn đi nơi khác cũng có người may mắn có ngôi nhà thờ họ còn nguyên vẹn mời nhà vua tạm dùng làm nơi coi trầu sự sẻ chia đùm bọc của người dân với triều đình như vậy khiến vua nhân tông cảm động ngài nghĩ những gì triều đình đã làm cho dân là tốt nhưng quả thật chưa xứng với những gì người dân đã làm cho nước mà bản thân nhà vua thầm nghĩ có nhẽ ta phải làm một cái gì khác đem lại phúc hạnh trường cửu cho con cháu muôn đời sau nữa. Số giặc bắt sống được qua hai đường thủy bộ là hơn 10 vạn, còn đang sàng lọc tìm ra những tên cầm đầu, những tướng lĩnh gây nhiều tội ác với dân ta. Quốc công tiết chế hưng đạo vương xin nhà vua cho phép đưa tất cả tù binh về giam tại hai lộ Thanh Hóa, Nghệ An đã được chấp thuận. Vui Nhân Tông đang chuẩn bị cho ngày lễ hiến phù, có nhiều điều phải cân nhắc nên ngài cho triệu gấp một số đại thần về nghị chiều. Trưởng tộc coi sóc ngôi nhà thờ họ là một cụ già ngoài 70 tuổi, lưng còng, dâu bị mấy thằng giặc đốt, cầm bỏng còn đang sưng tấy, tóc bạc phơ, tay chống gậy trúc, chân đi đôi dép mo, ngước cặp mắt lờ đờ cùi nhãn, nhìn viên đô úy, đô tùy long, nói. Thầy Đô Ý kể cũng còn nhờ phúc ấm tổ tiên và hồng phúc của nước nên thân già này chưa bị giặc giết và ngôi tổ đường này cũng không bị giặc đốt. Nay vì nạn nước triều đình mới cần đến, vậy già xin giao lại chìa khóa nhà cùng các thứ vật dụng hiện có để các ông tiện dùng. Khi nào triều đình khôi phục xong cung điện, chúng tôi mới dám xin lại viên đô úy lễ phép cúi xuống nhận chùm chìa khóa từ tay cụ cụ già lại nói thêm gọi là khóa chứ thực già này chưa dùng đến bao giờ bởi trong đó thuần có đồ thờ già chưa từng thấy kẻ nào dám lấy trộm đồ thờ viên đô úy kính cẩn hỏi thưa cụ chắc thời gian triều đình mượn cũng hơi lâu vậy khi nào có dỗ tổ có họp họ, cụ cứ báo trước, chúng con tâu báo lên để triều đình thu xếp, rời việc coi trổ sang ngày khác. Cụ già vội xua tay, ấy chết, chúng tôi đâu dám thế, phải lấy việc nước làm đầu, thầy đô úy à. các việc trong nội tộc chúng tôi sẽ thu xếp trong họ được. Viên đô úy lễ phép hỏi thêm, thưa cụ, bây giờ cụ về đâu, để con sai quân lấy xe ngựa đưa cụ về cụ già xua tay quanh quẩn vài bước đây thôi ông ạ à, để già tự đi kẻo gân cốt nó trùng quá rồi nói xong cụ chống gậy đi ra khỏi cổng rồi thong thả ngước nhìn lại ngôi nhà thờ và nhầm đọc đỗ tộc tổ đường trong lòng rất mãn nguyện cụ nghĩ nhà nào đại phúc mới được thiên tử đáo ra một lần tức là vua đến thăm tại nhà thế mà dòng họ nhà mình có ngôi tổ đường được thiên tử mượn làm nơi coi trầu vậy là ngoài thiên tử còn có bá quan nuôi tới đúng là phúc đáo trùng lai vừa không bị giặc đốt phá vừa được nhà vua và cả triều quan biết đến các quan được giấy triệu về triều hội đều ngơ ngác đi tìm ngôi đỗ tộc tổ đường. Vì theo sát xa giá nên chiêu minh vương Trần Quang Khải biết nơi vua tạm trú trong nhà dân. Nên trước khi dự thiết triều Quang Khải ghé thăm Thượng Hoàng. Vì ông biết các việc điều hành triều chính từ lâu ngài đã trao cho quan gia, kể cả mấy cuộc chiến tranh vừa qua, ngài chỉ kiểm xét các công việc quan trọng, nhất là việc bang giao với nhà nguyên. Bởi đối sách với lũ con trời này là muôn khó, chúng cứ lắt léo nói theo kiểu nào cũng được nó đem quân xâm lược nước mình giành giành thì nó bảo mình chống nó nó bị thất bại đau đớn không chịu nổi phải báo chạy về nước thì nó bảo nó thương dân mình vô tội phải chết oan nên thiên tử thi ân tướng nó hèn để thua trận và bị mình bắt thì nó bảo mình vô cớ giữ người của nó nếu không sớm thả về sẽ bị nó trừng phạt những việc lắt léo như thế người chưa từng trải thường xử theo lẽ phải tình hình vì thế trở nên căng thẳng vì vậy thượng hoàng giám sát sao cho đối sách thật mềm mại để hạ hỏa bên yên kinh mà vẫn giữ được quốc thể tức là ta chấp nhận chịu nhún nhưng không chịu nhục thấy quang khải đến thượng hoàng vui lắm ngài tươi cười hỏi han chú chiêu minh thấy quốc tuấn đánh trận bạch đằng vừa qua thế nào thật là kim cổ kỳ trận đệ đọc sách cổ kim cũng đã nhiều, chưa thấy có trận nào so được với trận bạch đằng này. Rồi cả ngàn năm sau, khó có ai lập nổi kỳ tích này. Mai phục để lừa giặc vào trận thì nhiều tướng làm được, nhưng bắt giặc phải tiến quân theo lịch trình của con nước, từng ngày từng giờ, theo kế đã lập sẵn. Điều khiển giặc mà giặc vẫn lầm tưởng, nó luôn ở thế mạnh. Đối phương chỉ trơn vơn quấy rối chứ không làm gì được nó. Huynh nên biết, ô mã nhi phàn tiếp đều là các tướng dạn dày chiến trận bách chiến bách thắng hốt tất liệt từng phóng ô mã nhi là dũng sĩ hai tướng này đều tham gia đánh quỵ nhà nam tống lập công cao được hốt tất liệt cho vào hàng tướng tâm phúc ngẫm nghĩ giây lát vua trần thánh tông nhẹ hỏi chú chiêu minh có nghĩ đến trận bạch đằng này rồi sẽ đi vào lịch sử không không những đi vào lịch sử mà bạch đằng còn là một trận đánh mẫu mực mà không một bậc tướng kỳ tài nào có thể lặp lại được ngay như trận xích bích và cả trận hàn tín kết liễu sự nghiệp và cuộc đời của hạng vũ trên ô giang đều là hai trận đánh hay trong lịch sử chiến tranh kim cổ cũng không sao so được Trận bạch đằng của ta quy mô hoành tráng, không bằng hai trận kia, nhưng mưu lược của anh Quốc Tuấn quả là hơn hẳn, khỏi cân bàn. Dù sao thì các trận ô giang xích bích cũng đều là nội chiến cả, thuần người Trung Quốc đánh người Trung Hoa, còn với ta là cuộc chiến chống ngoại xâm, khác nhau nhiều lắm. Hơn 600 chiến thuyền với hơn chục vạn quân rong ruổi chui vào một trận địa đã bày sẵn, đánh cho tan nát hết thảy, không một chiến thuyền nào, không một tên giặc nào chạy thoát. Tất cả các tướng soái giặc khi bị bắt bị trói còn ngơ ngác nhìn dòng sông cạn với các bãi cọc bạt ngàn, khiến đầu óc chúng không thể nào tưởng tượng nổi cái vũ khí đã biến chúng thành kẻ bại trận lại là con nước chiều và những cây cọc chôn chặt vào lòng đất như những người lính thép kia. Cái siêu tuyệt của tài năng quốc tuấn là ở chỗ biến tất cả những gì hiện có trên đất nước mình thành vũ khí đánh giặc hiệu nghiệm nhất. Huynh trưởng cứ nghĩ điều đệ nói có đúng không, hay là vì tình riêng mà đệ khen định anh quốc tuấn? Đúng đúng như chú chu minh nói cả trong hai cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà nguyên quyền tiết chế thống lĩnh chưa quân sự ở trong tay quốc tuấn anh ấy đã huy động những gì có thể huy động vào công cuộc chống giặc thắng lợi ví như việc đánh giặc theo con nước triều và những bãi cọc đều nằm ngoài sự hiểu biết và tính toán của tướng giặc chỉ riêng các điều đó cũng đủ lớn rồi từ nay chú đừng so sánh với người trung hoa nữa nhé chuyện tí vi lắm dù sao họ cũng là nước lớn phải giữ thể diện cho họ chứ như sực nhớ ra điều gì trần thánh tông cười ngặt nghẽo một lúc lâu sau rồi mới nói ta phải khoe chiêu minh một điều khá bật cười rồi nhà vua thuật chuyện quan gia mắng tên tích lệ cơ vương thậm tệ nghe xong trần quang khải lấy làm hỉ hả làm như quan gia là đúng nó muốn là cái gì thì ở nước nó chứ nó đã mang danh một thằng giặc với thân phận một tên tù binh chẳng việc gì phải nương nhẹ phải trọng đãi nó đệ khai thác qua thằng giặc hán gian lý thiên hiệu thì được biết thằng này đúng là dòng dõi của thành cát tư hãn anh em họ với hốt tất liệt đấy nhưng y tham gia vào đám tông vương do chư vương nian đã chống lại hốt tất liệt tất cả đều bị bắt và bị đi đầy Tích lệ cơ vương chẳng qua cũng chỉ là kẻ trích thú theo quân đi lập công trục tội. Những điều quan gia sỉ vả không những y không dám tâu lại với hốt tất liệt mà cũng chẳng dám hé răng với ai đâu. Vì rằng đã thua trận lại còn để đối phương làm nhục thiên tử. Tội đáng chu di, sao y không biết? Nói xong, Trần Quang Khải từ tạ vua anh rồi vội vã tìm đến đỗ tộc tổ đường để dự buổi thiết triều đầu tiên sau khi kết thúc chiến tranh. Một căn nhà năm gian, ba gian giữa bày ban thờ các đời, phía trước là căn đại bái ba gian nối với hậu đường bằng ba nhịp xuyên đường nhà cầu, với một dòng họ thì ngôi tổ đường này quá rộng rãi, nhưng là một ngôi điện để thiết triều thì lại quá chật hẹp vì vậy từ chỗ ngồi theo thứ bậc của các vị đại thần cho tới các ban đều không phân biệt biển sao có chỗ ngồi người ta chỉ kiếm tạm được chiếc ghế chắc chắn phủ mảnh gấm để nhà vua ngự còn các quan hết thảy đều ngồi xuống chiếu trải trên đền nhà hoặc ngồi quanh bậu cửa tuy là buổi thiết triều sau khi đã đuổi hết giặc ra khỏi bờ cõi nhưng vua nhân tông và các quan đều không vận phẩm phục đại triều mà chỉ mặc thường phục, đeo phẩm hàm để dễ phân biệt. Nhà vua bắt đầu bằng việc khen ngợi tướng sĩ đã chiến đấu anh dũng, bảo vệ được non sông gấm vóc, đất nước đã sạch bóng quân thù, khen ngợi các quan trong bộ máy từ triều đình đến các lộ phủ huyện, hương ấp, động viên toàn dân tham gia đánh giặc vui nhiệt liệt biểu dương hết thầy dân chúng nam phụ lão ấu đều không tiếc của tiếc công không tiếc cả máu xương cho việc giữ nước vì vậy ngoài quân đội ra thì trong dân cũng nên có sự bình chọn để triều đình vỗ về người có công việc này không thể làm một lần mà xong được phải chia ra nhiều lần trong ba năm cốt sao khen cho đúng công nhất là không được bỏ sót người có công dù là công nhỏ bởi giặc bắc có thể lại còn sang lấn nữa vua vừa dứt lời quốc công tiết chế thống lĩnh chư quân sự liền tâu báo quốc công nói tóm tắt về sự toàn thắng của quân ta và sự đại bại của giặc đại khái số tù binh năm nay bắt được nhiều hơn năm ất dậu số tướng soái của giặc chết trận cũng nhiều hơn mà ta bắt sống cũng nhiều hơn chiến trường năm nay không trải rộng như năm ất dậu nhưng nơi nào giặc tràn qua nhất là nơi chúng chú quân thì chúng vơ vét không còn một tí gì lúc rút quân là chúng đốt hết. Vì vậy lúc này, dân trong các vùng giặc trú quân hoặc tàn phá đều rất khó khăn trong việc làm ăn cầy cấy. Thóc giống châu bò, cầy bừa, giặc đều cướp và đốt phá sạch sành xanh. Trước mắt, xin triều đình trợ cấp gạo ăn và lúa giống cho dân. Tâu hoàng thượng, dù nhà nước còn rất khó khăn, nhưng phải cấp ngay số tiền tuất cho các chiến sĩ đã bỏ mình vì nước, cấp một tháng gạo ăn cho các người trong đội điển binh và cho họ trở về nhà càng sớm càng tốt. Việc bảo vệ biên cương thần đã cắt đặt, trong quân sẽ thay nhau về phép nghỉ ngơi, về tù binh sẽ thanh lọc bọn tướng lĩnh đầu sỏ, nhốt riêng từng đứa, xét đứa nào nguy hiểm, đứa nào gây nhiều tội ác phải trừng trị không cho chúng đường về ngoài ra bọn lính trơn ta đưa biểu sang nhà nguyên rồi trả cho chúng về càng sớm càng đỡ tốn cơm nếu cần có thể giữ một số đứa khỏe mạnh cho chúng đi khẩn đất tù binh trận này ta bắt cũng nhiều đấy có giữ chúng lại cũng là cứu cho chúng thoát khỏi ách làm nô lệ cho người mông cổ dần dà ta sẽ tạo lập cuộc sống gia đình cho họ coi họ như dân mình Hưng đạo vừa dứt lời, Trần Quang Khải hỏi ngay: "Tâu Hoàng thượng, lễ hiến phù sắp tới làm ở đâu? Nhà Thái Miếu, điện chí kính giặc đều đập phá đến chiếc bình hương cũng không còn. đưa tù binh về làm lễ ngay tại Sơn Năng tận Thái Đường." Vừa đáp, nội binh tự Đỗ Hành xin nói: "Tâu Hoàng thượng, trong lễ hiến phù có chém tù binh không ạ?" À? Theo lẽ thường, lễ hiến phù thường chém một vài tên tù binh có tội ác nhiều nhất để tế cáo tổ tiên và lấy máu rửa binh khí. Thế nhưng với nhà Nguyên thì lại không xử như thế được. Dù Minh Thắng nhưng vẫn cứ phải xử nhún để hạ hỏa hốt tất liệt ở Yên Kinh. Thực ra vui nhân Tông rất muốn chém tất cả bọn tướng lĩnh gây ra tội ác tẩy trời. Chúng tàn sát không biết bao lương dân, đốt cháy không biết bao nhiêu làng mạc cung điện, thành quách, chúng đốt phá chơi trụi, đến như mồ mả tổ tiên ta, chúng còn khai đào. Vậy thì có chém xăm bảy đứa cũng là hợp lẽ thôi. Tuy nhiên, nhà vua vẫn còn phân vân, bèn hỏi. Quả tình ta muốn chém tất cả lũ tướng giặc đã gây tội ác, nhưng lòng vẫn thấy phân vân. Không phải ta sợ hốt tất liệt, mà bởi ta thương dân. Chưa đầy ba năm, một đất nước nhỏ bé như thế này mà phải đương đầu hai cuộc chiến tranh khổng lồ vua tôi quân dân đều phải gồng sức lên mà đánh giặc nên mới có ngày nay sự thật chỉ cần yếu bóng vía là phải khom lưng quỳ gối chịu bao đắng cay tủi nhục trước quân thù vậy các quan cùng nhau bàn bạc xem ta nên xử như thế nào các quan tranh nhau nói mọi người đều căm giận khôn cùng trước tội ác của giặc và đòi chém tất cả lũ tướng giặc từ nguyên soái đến đô tướng cộng hơn một trăm tên trong đám quân bị bắt mà ta phát giác ra được trần thi kiến nói: tâu hoàng thượng, lòng căm giận loài giặc dữ của các tướng và muôn dân cáo như đuối, dù có chém tất cả lũ giặc này cũng không thể làm dịu được nỗi đau mất mát người thân do chúng gây ra. theo thần không thể không chém đầu một vài tên tướng giặc gây nhiều tội ác để làm dịu bớt nỗi đau của mọi người và để làm gương cho lũ giặc còn được sống, bớt thói kiêu ngạo. một tiếng nói từ phía xa giọng đau đớn. Bệ hạ thương dân no giặc trả thù, điều này thật không có gì đáng ngại. Thử hỏi năm ất dậu ta có đụng gì đến nhà nguyên đâu mà sao nó đánh ta tàn bạo thế? Cho nên lần này giặc gây thuần tội ác thâm độc nhằm tiêu diệt nguồn sống của người mình. Nếu không giết chúng, lòng dân không thuận. Thấy các quan khăng khăng muốn giết tướng giặc cho hạ giận, Trần Quang Khải biết đây không chỉ là ý nguyện của các tướng mà còn là ý nguyện của dân chúng nữa nhưng nếu giết tướng giặc chọc giận con sói già ở yên kinh khiến chinh chiến liền năm sai rằng phòng có ích gì cho dân cho nước nghĩ vậy ông liền nói mong muốn giết hết bọn tướng giặc của các quan và dân chúng là chính đáng tội ác của giặc thực không có gì có thể ghi xiết kể có thể nói khắp non sông Đại Việt ta, từ ngọn cỏ lá cây, từng viên sỏi hạt cát, từ đồng ruộng núi non sông suối, không nơi chốn nào, không có tội ác của giặc dính vào. Các vật vô tri còn bị giặc tàn sát, huống chi con người. Tôi đã xem toàn bộ số sổ sách mà tên vạn hộ Lý Thiên Hiệu đi theo ô mãi nhi ghi chép hàng ngày. Chúng thản nhiên ghi các tội ác như đốt nhà giết người, ném trẻ nhỏ vào những ngôi nhà đang cháy ngồi quây quần uống rượu, chờ nghe tiếng bong bóng tử thi nổ rồi cười khả ố. Còn nhiều tội ác ghê tởm khác của giặc mà trí óc của người lương thiện khó có thể nghĩ ra được. Giết người bằng hình thức man dợ khác nhau là thú tiêu khiển của tướng giặc. Chúng coi như một cuộc đánh bài hoặc một cuộc thưởng thức ca lâu vậy. Cứ xem các hành vi của giặc đủ biết chúng đều là loại ác thú đội lốt người, chứ không thể gọi chúng là người được trong các tội ác thì tội khai đào mồ mả là đại ác mưu này do tên hán gian phàn tiếp xướng xuất ô mã nhi thúc giục phải làm ngay vì vậy khi qua long hưng chúng đã xâm phạm đến lăng bộ tiên đế may chúng chưa đụng được tới quan quách nay hai kẻ phạm tội ấy đều đã bị quân ta bắt sống trong lễ hiến phù bắt chúng phải về tận lăng bộ tiên đế quỳ lạy tạ tội và làm việc hư chảm thôi chứ không giết chúng làm gì cho bẩn gươm nhân ái của Đại Việt. Nghe Chiêu Minh Vương nói, Vua Nhân Tông có vẻ hài lòng, nhưng phần nhiều các quan vẫn nhao nhao đòi giết. Nếu không tất cả bọn tướng soái thì cũng phải chém đầu hai thằng giặc, ô mã nhi, phản tiếp. Một vị khác lại nói với vẻ gay gắt. Cả nước gồng sức lên đánh giặc, không chỉ bằng sức lực tiền của và xương máu, mà còn với lòng tự trọng của mỗi con người và danh dự của cả dân tộc. Giặc dày xéo đất nước ta, tàn sát dân ta với tâm địa của loài lang sói là tiêu diệt quyền sống của cả một dân tộc. Tội ác ấy không gì có thể biện minh được. Nay chúng đã hai lần bại trận, tội ác đầy mình, thế mà chúng vẫn cứ nhơn nhơn hạch sách. Nếu bệ hạ không cho giết loài hổ dữ này mà lại thả nó về rừng thì không lấy gì để răn đe chúng. Nó về rồi nó lại sang. Tới 9 phần 10 lũ tướng giặc sang ta lần này là những tên tướng bại trận nằm ất dậu. Ô Mã Nhi phản tiếp, trận trước chúng chỉ chậm chân một lát nữa, nếu không bị bắt cũng rơi đầu như toa đô. Trịnh Bằng Phi, Lưu Thế Anh, Abachi, Aguruchi, Thoát Hoan, Ali chẳng phải là lũ bại tướng lần trước sao? Tâu, nếu bệ hạ không chém đầu lũ tướng giặc có tội ác tay trời này, không chỉ lòng tướng không thuận mà lòng dân cũng khó yên, và nếu giặc bắc lại sang sẽ khó bề gây được khí thế sát thát như hai cuộc kháng giặc vừa qua. Đòi hỏi của các tướng không có gì là quá đáng, nhưng trong thế cờ bang giao, như thế là bôi cho chất chấu vào mặt thiên tử nhà đại nguyên, và cũng là động lực thúc đẩy cho y trả thù. Đành rằng không phải mỗi lúc mỗi động binh được, nhưng nếu ta nhún thêm một chút, cứ trải thảm cho giặc trở về, hận thù chắc sẽ nhẹ vơi dần. Nhưng nói sao để các quan hiểu được ra điều đó? Nghĩ vậy nhà vua đưa mắt về phía Trần Hưng Đạo, vẻ như là một sự cầu cứu. Quốc công chậm rãi nói. Tâu bệ hạ, thưa các đồng liêu, cả nước đổ bao xương máu để đánh giặc giữ nước, không phải khi thắng giặc, bắt được những tên đầu sỏ gây tội ác lại để cho chúng được nhởn nhớ sống, rồi lo sắp đặt tàu thuyền, xe ngựa, mời nó về nước. Như thế khác gì chuyện, giặc xâm lược nước ta, tàn sát dân ta chỉ là một cuộc đi dạo chơi của loài ác quỷ. Hưng đạo ngừng lời, nhìn nhà vua, và nhìn khắp lượt các quan, thấy mọi người đều vui vẻ chờ đợi, còn gương mặt nhà vua tỏ ra căng thẳng. Hưng Đạo nói tiếp, Tâu Bệ Hạ, thưa các đồng liêu, tất cả những kẻ cầm đầu đội quân xâm lược đã gây tội ác với dân ta đều phải chết. Hưng Đạo lại ngừng lời như dò thăm ý tứ mọi người. Vua Nhân Tông trong lòng tỏ ra lo lắng và tự hỏi, sao bá phụ lại hùa theo sự tức giận nhất thời của các quan thế nhỉ? bá phụ đã chẳng từng nửa đêm vỗ gối nước mắt đầm đìa vì thương dân vì lo kế chống giặc đó sao nay dẫu ta có sử nhũn đi một tí thì việc tránh voi cũng là tránh họa cho dân chứ sao